Xin mời trọng tài chuyên môn Lương Ngọc Phúc, Ứng Thị Thôn, Nguyễn Quang Mạnh vào điều hành trận thi đấu giải. Sau trận thi đấu này, mời hai vận động viên Cung Anh Bình, vận động viên Bái và vận động viên Trần Thành Phong, đơn vị Hải Phòng trận đấu. Xanh có làm gì được không? Rồi.
xanh 6 điểm, xanh 4 điểm là 6 điểm. Hương Giang Hà Nam 9 điểm, 9-1, thắng trận.